Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép kính thưa chú Sáu, đại diện gia đình cũng như chủ sự cuộc lễ cúng cơm hôm nay, và kính thưa quý cô bác cùng toàn thể anh chị em đồng đạo xa gần kính mến. Thưa lễ quý vị, hôm nay ngày 17 tháng 6 năm Kỷ Sửu là ngày chánh lễ cúng cơm cho nội tổ chú Sáu trong gia đình, được bà con anh em đồng đạo xa gần đến đây tham dự. Nhất là bữa nay đó, rồi xa lắm đó, là ở dưới Cà Mau có lên Đà tươi đẹp cô bác anh chị em đến tham dự rồi. Vậy thì thưa với quý vị, muốn làm lợi ích trong cái ngày kỷ niệm này, chú Sáu cũng như ban tổ chức muốn cho cái buổi đám giỗ hôm nay trao đổi Phật pháp để làm quà công đức cho người Phật này đó, đề nghị bà con anh em chúng ta chung sống chung tu cả mọi người, ở đời theo đạo chớ theo đời, nói làm nghĩ tưởng bằng tâm đạo, chuyển cuộc đời ra đạo sáng tươi. Vậy thì thưa với quý vị, tôi sẽ trình bày một vấn đề Phật pháp nghe rồi bắt đầu tiến hành cuộc lễ. Xưa kia có một lão bà, nghĩa là làm ăn giàu có phát đạt, tiền tàu của không biết là bao nhiêu cô bác, vàng với bạc với cả bồ vậy đó. Mà bả nay đó, bả nghe cái tin là có người thuyết pháp, để bả đi nghe pháp. Bả sắp xếp chương trình trong gia đình đàng hoàng rồi bả đi ra đi. Khi ra đi nghe pháp đó, đi khoảng chừng 300 thước, có 500 người ăn cướp lại bao cái nhà của bà để lấy tiền bạc đó cô bác. Thì có cô gái này, cô gái ở trong gia đình đó, chạy báo tin cho bà: bà ơi, khi bà ra đi đó, một khoảng xa xa thì có 500 người ăn cướp lại bao nhà của mình, hiện giờ đó đang đập lấy kho bạc, tôi báo tin cho bà tính sao? Thì cái bà suy nghĩ một chút, bà nói: thôi con ơi, để nó lấy đi, cho bà đi nghe pháp một bữa hả, thôi con về đi. Rồi cô này về quý vị. Về ra nó đập cái kho bạc, nó lấy bỏ vô bao vô bị đâu đó đàng hoàng hết trơn. Rồi cái thằng trưởng nó nói: cái kho kế bên đây là chắc kho vàng quá, mình phải tiến qua lấy kho vàng luôn. Trong khi đó đó, con nhỏ này nó cũng quảng hồn, nó chạy nó báo tin cho bà: nếu lấy kho bạc thì thôi, mà lấy kho vàng nó hết lấy gì sống được. Chạy báo tin cho bà một lần nữa: thưa bà, bây giờ bạc của mình lấy hết rồi, bây giờ nó tiến qua kho vàng, nó lấy kho vàng đó, bà tính sao? Tôi báo tin cho bà rõ. Bà đứng suy nghĩ một chút, bà nói: thôi con ơi, bây giờ bạc vàng của cải trong gia đình mình đó, nó lấy gì nó lấy, để cho bà nghe pháp, thôi con đừng có mét nữa nghe, nó lấy gì nó lấy. Cái nhỏ này về cô bác, nó về cái nó đứng sau lưng nó nói: thưa với mấy ông đó, hồi nãy mấy ông lấy bạc đó, tôi báo tin cho bà chủ tôi, bà chủ tôi nói bà bạc là mấy ông có lấy đi, khi mấy ông qua tiến qua lấy kho vàng tôi báo tin cho bà một lần nữa. Bà trả lời với tôi là bạc vàng của cải trong gia đình này đó, mấy ông lấy gì lấy, để cho bà đi nghe pháp, chứ cấm không cho tôi nói nữa, thôi bị tự tiện mấy ông lấy gì đó lấy. Cái thằng trưởng đó cô bác, nó mới suy nghĩ thế này: trên đời người ta sống bạc vàng của cải vật chất để nuôi con người, mà tại sao mà bữa nay bà này lại là bà không nghĩ đến của bà như thế này, bà không nghĩ đến mà để nghe pháp là sao? Nó suy nghĩ một hồi, nó chắc có lẽ là pháp màu nhiệm sau đó quý hơn vàng bạc, cho nên bà này không cần. Vậy thì bây giờ đề nghị các người, nãy lấy bạc chỗ nào đâu phải đem trả y đang chỗ nấy, rồi kho vàng mình đó, để chừng nào mình lợi mình cúng bát trước mình nghe pháp đi, mà nghe không được đó thì chúng mình trở ra lấy cũng dễ dàng thôi, chứ không có gì khó khăn. Ra lệnh đâu trả đó cô bác. Bắt đầu nó kéo lại nghe pháp, nghe một vị thuyết pháp một cái rồi đó, thì trong khi đó bà đã bắt chứng đắc đó cô bác. Rồi 500 người cướp đó cũng có một số mà là chứng quả trong đó đó. Thì thưa với cô bác anh chị em, mẫu chuyện này muốn nói đó, cái người bà già này ủng hộ Phật pháp, nghĩa là hết lòng Phật pháp trở lại ủng hộ cho bà, không mất một đồng bạc, mà còn khiến cho bà để chứng quả. 500 người ăn cướp này được chứng quả luôn cô bác đó. Như vậy thì hôm nay cái vấn đề mà nghe pháp đó là quý báu cô bác. Vậy yêu cầu tất cả bà con mình đó, cái người nói là công đức vô lượng vô biên, người nghe là muôn vàng hạnh phúc cô bác anh chị em. Vậy thì đề nghị cô bác anh chị em bữa nay, nghĩa là làm sao cho cái bầu không khí
được trang nghiêm thanh tịnh để chúng ta thưởng thức Phật pháp. Vậy thì đoạn thứ nhất là hai học, trước khi hai học lên đây đó thì cũng có một đồng đạo lên đây để đọc lên một đoạn giảng để bắt nhịp cầu giao cảm. Đây là thím hai, thím hai ở kinh 6. Xin mời thím lên đây để rồi đọc. Nam mô A Di Đà Phật. Đời vật chất văn minh chịu chuông, về thời lai vẫn bê trải qua, lòng sắc son đây đó nón nà, tâm não bất bê tha chậm trễ, tô giới tình linh tinh mới hay, nói bút nghiêng phần lão cạn bài, câu diệu lý cơ quyền khó kiếm, xa chi kẻ dùng dội lìa xa cõi tạm, quyết chỉ nào lánh dòng hắc ám đạo già đời thầm thầm sâu xa, diệm hồng liên thơ thơ quần ca tạo duyên giả phàm gian thân giả, cho lấy đó mà tâm buồn bã hiệp hòa nhau chờ đợi năm non kề. Tròn sao huynh để có ngày hòa hiệp, Nam Mô Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua đoạn giảng thím đọc rất hay không quý vị, nhưng mà nhớ câu là tu giới tỉnh bảo toàn thân thể, giữ đừng tròn linh tánh mới hay. Nội dung bài này rất là thấm thía cô bác. Giờ đây xin tiếp tục đến phần hai học. Bà con mình đã hoan hỷ để theo dõi phần trình bày của chú hai. Vậy kính mời đệ hai đến đây để gặp gỡ bà con. Xin mời bà con cho chàng pháo tay. Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ phép kính chào toàn thể quý ông bà cô bác và chư đồng đạo kính mến. Hôm nay chúng tôi được cái diễm phúc đề nghị cho gặp gỡ quý cô bác. Trước hết có đôi lời thăm hỏi kính cẩn, chào mừng và chúc sức khỏe quý vị hăng hái trên đường tu. Và tiếp theo thì tôi xin trình bày với quý vị một ở trong vô lượng pháp môn mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Bởi vì giáo lý Phật giáo hòa hảo mà Thầy đã rút trong các luật các kinh, vì thì một cuốn sớm giảng thi văn toàn bộ này rất nhỏ, nhưng mà nó đã bao hàm cả tam tạng giáo điển của Đức Phật. 49 năm trời thuyết pháp, sau cùng đến cái thời Bát Nhã 22 năm,
trong 22 năm đó tuy là nhiều nhưng mà gói gọn thì trong cái bài Bát Nhã Tâm Kinh khoảng một trang giấy. Thì đó là cái gọi là tâm pháp, tức là cái yếu tố gom gọn bao nhiêu pháp môn vào ở trong đó để chúng ta tu tập. Thì hôm nay giáo lý của Đức Thầy sớm giảng thi gian toàn bộ như thế này. Nếu cái người có khả năng, người đó rảnh rỗi thì nghiên cứu hết. Còn nếu ai mà bận rộn công chuyện nhiều thì thôi xem phần sớm giảng được rồi. Mà hãy nếu ai mà công chuyện nhiều hơn nữa thì cái quyển 6 cũng đủ rồi. Mà hãy nếu ai mà lại không có cái thời gian rảnh nữa thì rút gọn lại ở trong cái bài cúng lại cũng đủ rồi. Tại sao vậy? Là vì giáo lý của Đức Thầy đó là giáo lý học Phật tu nhân. Thầy khẳng định là toàn thể trong đạo của chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân. Mà ở trong cái bài cứu cúng này đó, chúng ta có đủ cái chương trình học Phật và tu nhân ở trong đó. Tức là nói cho nó dễ nghe là tu nhân và tu Phật. Thì cái bài cúng cửu quyền tức là cái bài tu nhân, mà cái bài cúng ngôi tam bảo là cái bài tu Phật. Nhưng mà đặc biệt hơn cái nữa là gì? Cái đạo nhân của Đức Phật hồi đó đó là chỉ có tu lên được ở cái cõi người và cõi trời mà thôi. Còn cái tu nhân của Đức Thầy đây đó siêu hơn là giảng sanh tịnh độ. Cái đó mới là cái độc đáo. Thì bây giờ đó chúng ta tìm hiểu bữa nay đó tại sao vì mấy bà làm như sao bận đồ dài không giống cái thời cúng quá. Giống cái thời cúng quá cho nên tôi trình bày cái ý nghĩa của mấy bài nguyện. Chứ không có gì, gói gọn gọn lại thôi. Chứ bây giờ bà ngồi bây giờ thấy ra cũng cả tiếng mấy đồng hồ rồi. Nhưng mà ta làm ruộng, ta đi ngoài đồng nắng chang chang, ta còn ráng ta làm mà tất gì ngồi nghe đạo, ráng nghe tốt chứ có gì đâu. Ta làm danh lợi, người ta ráng được thì mình tu mình ráng cũng được đi chứ. Không lẽ người ta đi làm danh lợi, ta ráng được, mình tu mình ráng không được, mình thua sao ta sao? Cái người mà ráng như vậy đó, người ta làm ăn, người ta ráng cố gắng đó, thì nó là mau giàu. Còn mình tu hành mà cũng cố gắng như vậy đó thì đạo đó, nó mau đắt, phẩm vị nó cao. Phẩm cao thấp do công đa thiểu, huệ chậm mau do khiếu tịnh không. Thì cái phẩm mà nó cao về cực lạc, phẩm sen cao hay thấp là do nơi cái công mà tu tập của mình ở đây nè. Hiện tại thì công nhiều hay công ít đó, chứ làm ít mà đòi nhiều không có được. Thì thưa với quý vị, thôi để gói ngắn cái thời giờ lại để cho chúng ta tìm hiểu qua những cái bài nguyện mà Đức Thầy đã dạy chúng ta. Hằng ngày đó chúng ta đọc hoài ai cũng thuộc lòng hết trơn á. Vì vậy mà đối với cái siêu nghĩa đó thì chưa có tài nghĩ tới. Thường thường những nhà chú giải đó người ta chỉ chú giải cái nghĩa chính thôi, cái nghĩa đen đó thôi, chứ người ta không có chú giải đó cái nghĩa siêu. Mà ở trong giáo lý của nhà Phật đó, có trong tứ y pháp đó thì y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Bởi vì y pháp bất y nhân là một, y nghĩa bất y ngữ là hai, mà y bất liễu nghĩa là ba, và y trí bất y thức là bốn. Ở đây trình bày liễu nghĩa, tức là trong cái bài cúng này nó có cái phần liễu nghĩa. Mà cái phần liễu nghĩa này là cái phần rất quan trọng mà từ đó tới giờ chúng ta làm như không có để ý tới. Đó mới là cái điểm đặc thù. Chứ thường thường nó không ai cúng, nó không cúng hết trơn á. Nhưng đầu tiên đó, từ hồi đó tới giờ chúng ta sống ở trong danh, trong lợi, trong tình, vật lộn dưới đời, làm đủ các chuyện hết. Chuyện ác cũng làm mà, chuyện thiện cũng làm mà làm như chuyện thiện ít hơn cái chuyện ác. Vì vậy mà chúng ta sống cái ở trên thế gian này đó, chịu cái quả khổ nhiều hơn cái quả vui. Cho nên Thánh Nhân mới nói là phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí. Tại sao phước nó không lợi nhiều cho mình mà quả thì nó lợi liền liền ha? Nó lợi dồn dập cái đó. Lúa trúng có năm mà thất 2-3 năm, cá nuôi bán được lần hơi khá khá mà nó lỗ 5-7 lần, là vì quả vô đơn chí nó đến dồn dập. Tại do đâu? Do nơi ta tạo không, chứ không có do đâu cả. Thì thưa với chư đồng đạo kính mến, bây giờ đó chúng ta giật mình nhớ lại, đọc giáo lý của Đức Thầy hay là nghe đồng đạo khuyến thánh gì đó, chúng ta mới giác ngộ lại thấy cái cõi đời này là vô thường khổ não, không có cái gì là trường tồn vĩnh cửu. Cho nên ta cầm hương đối trước bàn thờ, ta nguyện trình với ông bà, cúi kính dâng hương trước cửu quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật. Thì bây giờ đó
chúng tôi không có định nghĩa từ ngữ cho nó, mà nói một cái là y liễu nghĩa mà thôi. Vì thì hồi đó tới giờ mình đã mê, vì mình mê cho nên mình mới chấp cõi đời này là thật. Vì mình chấp cõi đời này là thật, mình mới là lo cung phụng, tạo tác để nuôi cái thân này. Nào là lo cơm cho nó ăn, lo nước cho nó uống, kiếm tìm thanh sắc cho nó vui, xây dựng cửa nhà cho nó ở. Thì đó là mình lo mình không đó, cho nên mình bị mê. Cái gì của mình là mình bảo thủ, mình gìn giữ là nó gọi là mê đó. Thì bây giờ hôm nay con tỉnh ngộ, nhớ nghe, tỉnh ngộ. Trình với ông bà mình, nay con tỉnh ngộ quy y Phật. Thì hằng ngày mình bây giờ mình xét lại coi mình có còn tỉnh, có tỉnh hay chưa. Bởi vì hằng ngày mình cứ nguyện hoài mà không lẽ mình nói dối với ông bà mình. Cho nên hôm nay mình tỉnh ngộ, tức là mình giác ngộ, mình xét biết cõi đời này không có thật rồi. Vì cái xét biết cõi đời này không thật rồi cho nên chỉ dốc lo tu, chứ không còn lo danh lo lợi nữa. Đó mới gọi là cái ý nghĩa tỉnh ngộ. Cái này nó làm như chúng ta nói ra cái muốn giật mình không quý vị. Hứa trước ông bà mình không lẽ mình nói dốc. Thì bây giờ nay con tỉnh ngộ thì lúc nào mình cũng phải giác, không có để cho nó mê nữa. Lúc nào cũng phải lo tu à, không có để cho danh lợi tình nó trói buộc nữa. Giàu sang cũng vậy, nghèo hèn cũng vậy, khổ não cũng vậy, ốm đau cũng vậy, mà mạnh dạn cũng vậy, cứ lo tu tới hoài mới thiệt là người tỉnh ngộ. Chứ tỉnh ngộ gì, chút cái mê lại thôi tỉnh chi. Mới tỉnh ngộ đây, sách cao dài đi làm từng cầu nguyện, đi niệm Phật, đi nói đạo đồ này kia, về nhà cái bắt đầu cự ai cự của cãi cũng không lợi trơn, vậy là hết tỉnh rồi trong lúc đó mê đó. Mình có cái đó hoài à, có lúc tỉnh mà có lúc mê. Có lúc tu hành tinh tấn niệm Phật ngon lắm, mà có lúc ở trong bụng tham sân chi phiền não nó dậy lên, ta nói nó quậy mình muốn chết luôn. Bực bội bức rứt chịu nổi. Có không quý vị? Không ai này tôi hỏi thiệt à. Hồi đó tới giờ mình đọc hoài à, mà bây giờ hỏi tra lại coi, rạng lại cho kỹ coi có không quý vị à. Rõ ràng mình chưa có làm xong, vì chưa làm xong cho nên mình mới còn phàm hoài nè. Chứ thầy dạy mình mà mình y theo thầy đó là chắc ăn 100% trong đó gì khác. Thì nay con tỉnh ngộ là từ đài sắp lên đó mình phải biết rồi. Bởi vì đạo Phật á, mê không cho quy y, phải giác mới quy y. Vì vậy mà nay con tỉnh ngộ đặng mà quy y Phật. Ghi quy y Phật là làm gì? Là hết sức lo tu. Hồi đó mình hết lòng lo đời, bây giờ hết lòng lo tu. Tu hiền, tạo phước duyên. Tạo phước duyên tức là tạo phước đức và tạo nhân duyên, chẳng có gì lạ. Tạo phước đức là bắt cầu bồi lộ đắp đường từ thiện xã hội dân dân, cái gì mà chúng ta có làm đó thì chúng ta đều là tạo phước đức. Nhân duyên là một cái là ta cúng lại, ta hằng ngày đó ta gieo cái nhân duyên lành với Phật cho nó sâu đậm. Thứ hai đó là ta bố thí, ta làm phước ở ngoài gieo nhân duyên với chúng sanh. Nếu mà ta không có làm phước gieo duyên với chúng sanh đó thì ta trang nghiêm tịnh độ sau này đó chỉ có một mình ta thôi à, trơ trọi buồn tẻ lắm. Coi Phật không có vậy, coi Phật đông vô lửa. Vì vậy mà chưa thành Phật bắt đầu tu hiền rồi đó phải gieo duyên với chúng sanh, đằng sau này thành Phật cứu độ chúng sanh. Mà ở trong Di Ma Kinh có nói rằng Bồ Tát muốn trang nghiêm tịnh độ, trong khi làm tất cả các việc từ thiện đó cầu nguyện trang nghiêm tịnh độ, thì sau này chúng sanh làm việc từ thiện mà nguyện sanh về cái cõi đó thì chúng sanh sẽ được sanh. Mà trước đây thầy mình và Phật A Di Đà đã trang nghiêm cái cõi tịnh độ bển, mà ông cũng làm tất cả các việc thiện, vậy cho nên ông phát nguyện ai làm việc từ thiện gì nguyện sanh về nước ta sẽ được sanh. Quý vị thấy dễ tu không? Phật giáo Hòa Hảo dễ tu vậy đó, mà hồi nào vừa bàn trên trời dưới đất cho nó khó không à. Cứ y sơ sơ như vậy đó, cho nên tôi mới nói tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tu nhân mà giảng sanh cực lạc, chứ không phải tu nhân như cái đạo Phật và ở cõi trời và cõi người. Nó siêu hơn, bởi vì ông Phật mình ông khéo lắm, ông Phật ông hay lắm, đức thầy mình. Ông giờ mới căn cơ trình độ chúng sanh, ông quan sát cho kỹ rồi đó, là ông đưa mình về cực lạc à. Vậy thì tạo phước duyên tức là tạo phước đức, là lo đi làm công tác từ thiện xã hội bố thí. Chẳng hạn như ông này đi cất nhà tình thương cho người ta đó, vô nhà rồi đó có cái nhân duyên cho người ta. Ta là ta có được cái nhà ta ở, cái này mình trao nhà cho người ta rồi đó, thượng cái ngôi tam bảo cho người ta thờ. Làm cái ngôi tam bảo cho người ta thờ rồi cái đem cái cuốn giảng lại cho người ta tu. Đem cái làm cái bàn thông thiên cho chiều người ta lo ta cúng lại. Thì người ta chỉ xá lại một lại thôi cũng có nhân duyên rồi nữa. Mà trong kinh Pháp Hoa Phật có nói đó ha, cái người nào mà xá một xá hoặc là lại một lại, người này sớm muộn gì cũng sẽ được thành Phật. Thì hôm nay mình tạo phước duyên là như vậy. Mà quý vị làm từ thiện xã hội đó có cái nhân duyên lớn lắm. Cái đó nói thiệt à, mấy ông nào cũng vậy đó, thấy cái người từ thiện là bắt đầu thương liền ha.
Mấy anh mà nấu cơm từ thiện đó ha, mình ra mình thấy cái dễ thương lắm, nó có cái nhân duyên. Quý bà nghĩ coi đó ha, cái con đường mà hồi chưa nhà nước chưa làm đó, mình làm không chứ ai, mà người ta chạy ngang cái cầu ngon ngon, người ta nói mấy ông đạo bắt cầu ngon quá, mà trong đó có đời theo nữa, mà người ta không nói mấy ông đời, mà người ta nói mấy ông đạo không đắp con đường á, người ta đi ngang người ta nói mấy ông đạo đắp con đường ngon quá, dễ đi, không có lầy lội, không có bị mưa thụt đồ. Người ra nấu cơm từ thiện đó, người ta ra ngoài người ta nói tội nghiệp năm từ thiện thiệt tình, thấy cái thương liền. Ai đời nghĩ coi đó, mình đi ra đây mà nào là mang gạo, mang nồi, mang củi đuốc đồ ra trần ai, giờ khỏi hết trơn, ra đó muốn nước thì có nước sôi lại đó thỉnh, muốn cơm thì cái bưng cái hộp lại đó cái xin có, đó là có cái nhân duyên rồi đó. Cho nên trước khi trang nghiêm tịnh độ đó, chúng ta phải tạo cái nhân duyên trước với thế gian, đặng cho nó gần gũi. Mà trong câu chuyện thần tăng nó có chép đấy không, có cái ông tăng đó ông tu đắc đạo à, mà ông đi dạy không ai nghe trơn. Ông ngồi nhập định, ông tính thôi, xả báo thân này bỏ cho rồi, đang bị nhập niết bàn. Vị Bồ Tát hiện lại nói với ông, nói đâu có được. Đức Thế Tôn nói là chưa có mãn số duyên trần thì phải ở lại gieo duyên với chúng sanh, thiết pháp độ người ta. Ông đi về Phật, ông trang nghiêm tịnh độ nữa, có mình ông Phật thì cái quái trọi lõi coi gì được. Ông nói chứ sao giờ nói chuyện không ai nghe trơn, ta lâm lét hết trơn, nói ta đi bỏ đi chỗ khác trơn, không ai nghe trơn, làm sao? Ông nói vậy thì mình tạo duyên. Hỏi chứ làm sao tạo vậy? Nghèo muốn chết, tiền bạc đâu bố thí, tu hành lo tu không chứ có mặn gì. Phải có làm danh làm lợi thì sao không có tiền. Ông Bồ Tát ông nói giờ trên đời tu không còn cái gì không. Ông nói có hai cái áo. Ông nói lựa cái nào mới mới đưa đây. Lấy cái áo mới cái ông đem ra chợ đó ông bán. Tội nghiệp mấy ông thân mà đi bán áo, người ta mua mắc lắm. Ta biết nghèo không có tiền, kẹt gì mới bán. Ông bán rồi cái ông mua nào là đậu, nào là mè, những cái loại rẻ tiền đó, cái ông về cái ông dẫn cái ông tăng này đi vô trong cái mé rừng chỗ chim thú nó thường hay tụ tập đó, cái ông rải. Rải rồi cái ông nói rồi ông phát nguyện đi. Cái là con chim thú nào mà nó ăn cái vật tôi bố thí này nó sẽ đầu thai chuyển lên kiếp người để mà tôi độ nó. Xong rồi vị Bồ Tát nó thôi ông vô hang núi ông ngồi thiền đi. 20 năm sau ra khai pháp nghe, bây giờ nói không ai nghe đâu. Người ta ngồi thiền, người ta đâu có nói mau như mình 1-2 tiếng hồ mà tê dò đâu. Người ta đắc đạo rồi, người ta vào định cái 20 năm sau, ông nhớ lại rồi, cái ông xã định ra, ông nói pháp nha. Kéo lại quy, ông y xèo, toàn là những trạng thanh niên, thanh nữ. 17, 15, 16, 18, 19 trở lại. Đó, những cái con thú đó, nguyện cho nó ăn có một hột mè thôi. Mà nó lại nghe ông nó tu hành, thì hôm nay tín đồ Phật giáo hòa hảo mình mà, vừa nấu cơm từ thiện, vừa bắt cầu, vừa đắp đường, vừa chẩn tế cứu trợ chỗ này chỗ nọ, gieo nhân viên quý vị biết quý lớn hay không. Cho nên thầy khẳng định là mãn chờ trong ba tánh thanh thơi khắp bốn miệng liên giới hòa hảo, khắp thế giới liên giới hòa hảo, cả thế giới này đều là theo hòa hảo, là do đây đâu, do nó hiện tại bây giờ tính các vị làm đây nè, chứ không có quý vị đấy, không có tín đồ phải, thì thầy mình làm sao mà đi truyền bá hết khắp thế giới cho được. Đành rằng thầy mình là Phật, cũng như Đức Phật Thích Ca ngày trước, nếu có không có các chư Bồ Tát để truyền đạo thì đạo Phật đâu có rộng. Nhờ các Bồ Tát đem rải cái đạo màu ra cho nên hiện giờ mới còn. Thì Phật giáo hòa hảo mình hôm nay cũng nhờ quý vị nè. Một người thôi đi nấu cơm thôi là có nhân duyên với cả 100.000 người rồi. Vì mỗi bữa cho 300-400, mà tôi hỏi quý vị 300-400 khẩu phần. Mà ở trong cả cái miền Nam ra tới miền Trung, lần lần đây ra tới miền Bắc nữa, thì ta ăn hết trơn nước mình chứ gì. Rồi mấy cái ông Việt Kiều đó qua bên đây đi ngang cái cầu Hòa Hảo Bắc, đi ngang cái cây cầu con đường Hòa Hảo đắp thì cũng gieo duyên với Hòa Hảo không trai, thì sau này người ta tu theo thầy hết chứ theo ai. Quý vị thấy rõ ràng chưa, cái bài nguyện đơn giản vậy thôi. Thầy dạy mình chỉ dốc tu hiền tạo phước duyên chút xíu vậy thôi đó, mà bây giờ lan rộng ra, cái nhân duyên lan rộng ra rồi đó. Bây giờ tính ra trên cả 100 nước có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hết rồi, thì đụng nhau gieo nhân duyên, gặp với nhau cái có nhân duyên liền à. Bị mình thiện có cái nhân duyên thiện, còn ác cũng có nhân duyên ác nữa. Cho nên thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo vậy. Mình gieo nhân duyên thiện ra thì sớm muộn gì có cái thiện đến với mình. Mình thương người ta thương mình, mà mình ghét người ta ghét mình nè. Cái đó là lẽ tự nhiên đó. Mình hay nói bậy là thiên hạ giả, mình gãy răng không có húp cháo à. Còn mình hay nói phải hoài thì thiên hạ khen mình đó, tự nhiên. Cái lối tự nhiên là vậy, sao nói mấy em tu sĩ rồi đi tới đâu người ta cũng thương, bởi vì thiệt thà quá, không có nói bậy, không có là chửi mắng, chửi thề, chửi thốt thì người ta thấy ta thương. Còn hay đi tới đâu quậy là người ta thấy ta ghét. Vì cái gì cũng biết rồi. Cho nên á,
Tu á, mình cẩn thận cái đó đó. Hôm nay mình đã tỉnh ngộ rồi, lo tu hiền tạo phước đức nhân duyên, thì dầu cho người ta có nói nặng nói nhẹ, mình cũng thông cảm đi, đặng cho cái nó què chứ không có gì. Hồi đó mình nói nặng nói nhẹ người ta, người ta không giả miệng mình may lắm rồi, mới nói nặng lay rai thôi mình bỏ qua đừng có giận. Đi đám dỗ đi lắm làm từng mà ta nói mấy ông đạo mấy bà đạo bánh me bánh gai kể người ta bánh tét lít gì cũng được. Có sao không mà mình nhịn được như vậy là mới gieo nhân duyên. Nhìn ta ít lần cái có nhân duyên à, mình đem cái việc nhỏ mình kéo lên cái việc lớn, tức là đem những cái mà người ta thù ta ghét mình trở lại người ta thương mình. Quý vị có phải không? Tôi nói vậy không mà quý vị ở ngoài bình luận có phải không à? Hồi đó tới giờ mình đọc hoài cái đó chứ gì không quý vị? Ai cũng có đọc trơn, ở đây ai cũng có đọc trơn. Hôm nay bàn ra cái nghe muốn giật mình rồi đó. Thì giờ ở đây có nhân duyên với nhau hết trơn rồi nè. Nhân duyên với nhau hết trơn là ở dưới thiền với nhau đó. Ở chung một cái thiền với nhau có nhân duyên cũng như ở chung một nhà đó. Thì ở trong cái thiền với nhau mà ta trèo về cực lạc thì ông khỏi trèo cũng đi theo về bển luôn nữa. Chúng tôi có cái nhân duyên với nhau là vậy đó. Mình về trước rồi mình kéo người sau, người sau kéo người sau. Cái kế giảng khai lai như vậy thì đạo mình truyền hoài mà lan rộng chứ không có gì khác. Cho nên lời thầy nói ban đầu tôi hết hồn hết vía. Tôi nói thầy đã khẳng định là bể trầm lưng khô cạn sáu đàn tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh, thì biết chừng nào mà cái bể trầm lưng này cho hết. Lặng mà thầy về thanh tịnh nghe rồi tôi muốn khóc rồi đó, mà giờ tôi biết là rõ ràng thiệt tình. Lần lần đây thành Phật sạch trơn. Chưa gì đó là nổi cái câu nguyện trước bàn thờ ông bà, mình hứa với ông bà mình làm như vậy rồi đó là thấy thành tựu được một cái nhân duyên lớn rồi đó. Thì bây giờ mình mới là hứa với ông bà mình phát nguyện đây. Cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn rài, con xin giữ đạo hằng tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cõi tu. Hằng ngày ai cũng có gì hết. Bây giờ mà thấy bạn hết đó thì bị thời giờ nó ít xỉu à, bà không có nổi, chỉ lấy những cái đoạn mà nó cần thiết thôi. Bây giờ ông sư ngồi nãy ông nói tới 12 giờ mới cúng hay gì hay không à, đăng ta biết 10 rưỡi hả? À, 10 rưỡi thì mình nói ít ít lại, tưởng đâu 12 giờ mình nói tới 12. Tôi dễ lắm, cho nhiều nói nhiều à, bây giờ nghỉ cũng được nữa. À thôi bây giờ tiếp tay ha. Cúi đầu lại tạ tổ tông bó ơn sanh dưỡng dạy công nhọc nhằn, đó là cái phần tu nhân rồi đó. Ở trong cái phần này đó, đền ơn của quyền ông bà cha mẹ của quyền thất tổ, mình hứa như vậy mình tu đặng mình đáp đền, tu cầu cho tông tổ siêu thăng Phật đài, tức là tu cầu cho của quyền thất tổ mình về Phật chứ không phải tu bắt ông ở đây. Cái nghĩa siêu nó vậy đó, tu đây đặng mình về Phật, chẳng những mình mà đưa các ông về bển nữa. Cho nên mới nói tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Quý vị thấy độc đáo chưa? Cho nên tu nhân hành thiện mà cái quả giảng sanh cực lạc, chứ không phải cõi trời cõi người cũng như đạo Phật. Bởi vì đạo Phật người ta có tam thừa, ba cái thừa sau đó, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, thì người ta mới là thành Phật. Còn hãy thiên thừa, nhân thừa thì hai thừa này ở dưới ngũ thừa Phật giáo, mà thầy gom lại là Phật tu nhân. Vậy thì tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày thoát nơi khổ hải liên đài được lên, hằng ngày nguyện như vậy hoài. Quý vị thấy được không? Bây giờ để kể cái mẫu chuyện. Cái ông quất đầu lâm phách, ông chứng được ngũ thông, tức là ông định phi tưởng thì phi tưởng định đó, tức sau này ông về là phi tưởng thì phi tưởng xứ. Ông quất đầu lâm phách đó là cái ông thầy đầu tiên của Thái tử Sĩ Đạt Ta đến để mà học đạo. Vô đầu cái học đạo, học tới dạy cho Thái tử, dạy Thái tử, Thái tử tu mới có 7 ngày ông lên tới phi tưởng thì phi tưởng xứ. À, ông định tới đây ông thấy rằng còn cái định này nó như cái ngọn đèn mà nó dặn hết cái cháy rồi mà nó còn cái xanh xanh đó, nó chưa có tắt. Vì vậy mà hãy nhóng cái tim lên là nó cháy lại, cho nên ông biết định này còn luân hồi. Ông hỏi còn gì nữa không? Ông nói hết là pháp tôi có tới đó là cùng. Thái tử nói pháp này chưa giải thoát, Thái tử bỏ đi đó. Thì ông đắc phi tưởng xứ, ông có thần thông thì nào ông bay. Ông bay dạo chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, ta nói ông bay tùm lum hết trơn, bị ngũ thông mà. Mà hàng ngày đó thì bà hoàng hậu vợ của vua Ba Tư Nặc đó, bà thỉnh ông lại cúng dường.
Thì ông bay nghe, ông bay đã đời gì đó, cái ông bay bọc lại hoàng cung, cái ông hạ xuống, cái bà nọ đem ra cúng dường. Bữa đó nhằm cái ngày lễ, bà hoàng hậu trang sức rất là đẹp, xịt mùi thơm rất là thơm. Bà trang điểm rồi, cái bà ra bưng cái mâm, bà đưa cúng dường, bà quỳ xuống, bà dâng lên trên đầu để hàng, bà đưa cho ông. Ông ta nói cái mùi thơm nó bay phất lên mà cái vẻ đẹp của bà ăn cái, ông động lòng trần, mất cái trần thần thông. Cái ông ngồi ông ăn, ông ăn rồi cái ông lội bộ ông về. Bà nói sao tiên nhân không bay về? Ông nói bay hoài cũng vậy, bữa nay đi bộ xem qua ngắm cảnh luôn bữa. Mà tội giọng ngữ nữa rồi, phải nói đức thần thông rồi còn đâu bay cũng được. Đằng này cứ nói mà còn nói dối nữa, mang giọng ngữ luôn. Ông về ông ngồi thiền gì nè, ông liêm diêm, ông định gì nè, ông ngồi thiền. Cấp này hết định được rồi, loạn rồi. Còn thiên nhĩ thông nó nghe nào là cá, nào là chim, ta nói, nó nói chuyện với nhau, nó chót chét, nó la, quá chừng la, ông định không được, ông quạo, ông nói, tao nguyện kiếp sau tao sẽ làm con trồn biết bay, tao lặn xuống dưới, tao nuốt tụ bay cho hết, tao bay lên trời, tao chụp cái chớp chim này, tao ăn cho hết, cho bay hại tao. Ông nguyện có nhiêu đó rồi, ông hết hồn. Bắt đầu tinh tấn ông tu lại, nhưng mà cái bổn nguyện đó vẫn, ông đi làm con trồn. Sau khi Đức Thế Tôn kể lại một chuyện đó, thì ông nguyện có một lần à, mà ông còn phải đi theo cái bổn nguyện làm con trồn. Mà hàng ngày mình nguyện hoài, sáng nguyện, chiều nguyện, sáng nguyện, chiều nguyện, có khi nguyện 3 lần nữa, có khi nguyện 4 lần nữa, giảng sanh hồng mấy bà. Người ta nguyện có lần ta được, mà mình nguyện ngày nào cũng nguyện mà không được thì thôi sao được. Cho nên nó tín đồ Phật giáo hảo đó, nên nhớ nghe, Phật ngóng đợi ai quy cửa đạo để ghi tên nơi bảo liên trì. Có tên sạch trơn rồi, mấy bà về bến coi có hết trơn rồi. Có hết trơn rồi, mấy ông này coi cái tên có bệnh hết trơn rồi. Nhưng mà phải xem cao thấp thì không biết, tùy theo công đức. Chứ hãy có nguyện rồi là có ghi tên nơi bảo liên trì rồi. Đức Phật A-di-đà đó phát nguyện mà ai mà nguyện sanh về nước ta thì người đó sẽ có tên nơi ao thất bảo. Sau khi giảng sanh đó ta sẽ rước người ấy về, nếu không ta thề không làm Phật. Bây giờ ông thành Phật rồi, ông nguyện là có. Thấy đơn giản không? Cái bài nguyện trước bàn thờ nhiêu đó thôi được rồi. Cho nên vừa niệm Phật vừa lo làm phước, khác nào như xuôi nước thuận buồm. Sự thành công sẽ chỉ một hôm, liên trì sẽ hoa thơm nảy nở. Vì vậy mà quan trọng cái bài cúng như vậy đó. Mà nếu ta cúng mà ta không tìm cái nghĩa lý rộng rãi sâu xa ra thì làm như ta có khi bỏ qua thời cúng nữa. Đi làm tối ngày là được, mệt quá à, vác bao lúa 2 giả, vác te te mà về cúng quỳ chứ đứng cũng không nổi. Tại sao vậy? Là vì ta chưa có hiểu cái ý nghĩa của thờ cúng quan trọng như vậy. Đây là trả cái chữ hiếu cho ông bà vừa tu tập luôn nữa. Mà hãy quý vị có như vậy, tín đồ Phật giáo hòa hảo tu như vậy rồi, thì Đức Thầy khẳng định là Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Quý vị có cúng lại, có thờ cha kính mẹ rồi, thì ông Diêm Vương Dương nói thôi thằng này được lắm rồi, ông gạt tên. Cho nên cái tên mình ở dưới mắt rồi đó. Thêm niệm Phật nữa thì ao thất bảo có tên ở bển. Thì bây giờ cái tên mình đã di chuyển rồi, số nhân khẩu mình đã gạt sổ rồi, có cái tên ở bên di chuyển, ở bên cực lạc rồi, chừng nào chết về bển cái gì đâu sợ. Phải quý vị? Thì ở đây đó, coi như cái nhà này nhà tôi ở đỡ, chứ tôi di chuyển qua bển rồi, chờ cái nhà nào hư cái hè tôi qua bên ở bển, tôi ở cái từng lầu bển á. Nhà này nhà lá dột nát hết trơn, ở coi không yên gì trơn, mưa xuống trần ai khổ sở không biết mấy trơn. Nào là sanh khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, mưu cầu bất rắc khổ, quan tấn hội khổ, lo u sầu lo ngại, không có cái khổ nào không khổ hết trơn. Cho nên nó chết rồi bỏ à, không có liên tiếc, không có liên tiếc, không trở lại nữa, không có gì khác hết trơn. Bây giờ mình đã có tên ao thất bảo mà không chịu ở ngồi lại đây nữa là hết nói, kiểu đó hết nói nổi rồi. Cho nên mình luận đạo đó mình phải luận thẳng như vậy. Thất nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn chứng bình cõi tu, thì có tên ao thất bảo rồi chết về bến. Đó là phần bên phần tu nhân. Rồi bây giờ đó về bển là làm Bồ Tát Bổ Sứ. Thầy nó khẳng định nó về Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, nên trở lại cứu vớt chúng sanh, chừng đó dễ độ lắm cô bác ơi, đồng đạo ơi. Sở dĩ bây giờ mà người nói chuyện mà có người chỏi có người cự đó là tại vì mình chưa biết tâm niệm của người ta. Còn về bển chứng vô sanh pháp nhẫn rồi mình biết hết trơn à, ông này muốn gì mình nói y vậy, ông phương tiện cho ông tu. Bà kia muốn tu cách nào đó mình giới thiệu cho người ta tu. Còn bây giờ sở dĩ mình nói người ta chưa có nghe đó là vì mình chưa có cái tha tâm thông, mình không biết tâm người ta nghĩ gì. Ai đời nghĩ coi đó, người ta ăn chay không nổi. Mà vì tình nghĩa với mình đó, mình lại mình rủ người ta đi núi đó, rồi mình
thúc một hơi mình nhát nào là gắn to tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống, nó tha dương trần đủ thứ trơn, ta quán hồn ta phát tâm, thôi phát tâm 200-300 về ta nghĩ trơn, cái mình buồn mình nói sao mà tu gì không rớt lên rớt xuống, ta phát tâm đó là mai rồi, tu ngày đỡ ngày, tu ngày bớt tội ngày, tại vì ta chưa tới cái hột giống non mà ương đâu có lên, còn mình như vậy đó, theo trong kinh nói là vô lượng kiếp nó có duyên với Phật rồi chứ không phải mới kiếp này đâu. Cái người mới tu một kiếp chưa có ăn chay nổi, cái người mới tu 10 kiếp chưa có ăn trường nổi, cái người phải tu vô lượng kiếp mới ăn chay trường mới cầu đạo giải thoát nổi. Trong kinh Đại Thừa Phật thường nói ai mà nghe pháp Đại Thừa mà biết hay, mà hoan hô mà hoan hỷ, người này chẳng những gieo duyên với Phật 500 kiếp 1000 kiếp mà là vô lượng kiếp mới được như vậy. Mà hôm nay mình á nói giảng sanh nói thành Phật ai cũng chịu trơn, là đây là cái nhân duyên quá nhiều rồi, tích tụ nhiều rồi, mà thầy khẳng định là duyên lành rõ được khùng điên. Còn người ta không có duyên, ta làm sao mà làm tín đồ của thầy? Mấy 8 tỷ người ở trên thế giới này mà thử hỏi ra tín đồ Phật giáo hòa hảo bao nhiêu, mà mình cái ở làm được tín đồ Phật giáo hòa hảo là cái duyên mình sâu vừa gì, duyên cạn cạn là lớn lớn ở ngoài không. Cái người mà sanh vào ở trong cái miền Tây này đó ha, miền Nam nước Việt này đó, là có nhân duyên rồi đó, nhưng mà cái duyên cạn ta chưa được làm đệ tử. Cũng như cái thành Xá Vệ đó, 9 ức dân cư mà chỉ có 3 ức dân cư được thấy Phật mà thôi, còn 3 ức kia chỉ nghe cái danh Phật thôi, còn 3 ức nữa không biết gì trơn. Ở trong thành Xá Vệ đó là thành của Thái tử sanh ra đi tu thành Phật mà không ai biết ông trơn. Mà hôm nay mình biết thầy mình đó là biết cái nhân duyên lớn vừa gì, là do đâu? Lo nơi những cái linh hồn nhiều tiền kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sắc cõi đồng, chứ có về đâu chuyển kiếp ta từ lâu chờ đến ngày ra trở thế. Thầy đã gom cái nhân duyên, nó gom về miền Nam này. Đây là cái hột giống đầu tiên gọi là F1 mới nhân ra. Rồi cái hạt giống F1 này nó mới nhân ra 2. Cái tới F2 là nhiều lắm rồi, là làm mấy ngàn công rồi, mà giải xuống cây nữa là xạ hàng tỷ công. Thì tín đồ Phật giáo hòa hảo ban đầu ít xỉu hả, mà lần lần ngàn đông đông là như vậy đó, đạo phát triển là do đó. Mà cái đó do đâu? Do này trí dốc tu hiền tạo phước duyên. Ta hằng nguyện hằng ngày đây nè, ta hằng nguyện hằng ngày những người đó có phước duyên với ta, có phước duyên với ta sau này tu theo Phật giáo hòa hảo. Sao giờ chạy mau quá ta, 10 giờ rồi hả? Nói giờ thêm nữa hả? Nói chứ đâu có đói quá cũng chịu không nổi nữa. Ăn mà ăn pháp thực không mà không, phải có vật thực mới được. Cái gì cũng phải xen như vậy. Thôi giờ tiếp em quý vị. Chứ giờ mà hãy trình bày cái củ quyền này không có hết trơn giờ rồi, làm sao mà tới lên trên được. Vậy thì bây giờ tiếp tục. Đó, giờ ta mới nguyện với ông bà vậy, ta chí dốc ta tu hiền, ta nguyện sanh về cực lạc, ta nguyện tạo phước đức và nhân duyên với chúng sanh. Vậy thì những cái người mà đừng có nói rằng cho một cái viên thuốc người ta uống không có nhân duyên nghe. Bây giờ tôi nói cái nhân duyên nữa cho quý vị nghe, rồi cái bắt đầu mình chuyển qua bên học Phật. Tỷ dụ như cái ông chủ trì này đây thôi. Ngày trước đó, ông bạn tôi, ổng là thì thích đi truyền bá giáo lý Phật giáo hòa hảo và đi nói đạo. Nhưng mà tôi thấy ổng đó có cái nhân duyên với thuốc này lớn, cho nên ổng nghĩ không tôi không cho, tôi cản ổng. Hỏi ông ơi có không? Tôi nói ông mà ổng có làm thuốc này đó, ông nói chuyện đó không có lợi người ta đâu, người ta không có nghe nhiều. Ông phải có làm thuốc cho đi rồi cái người ta cảm cái đức đó đó, cái ông nói người ta nghe người ta tu liền. Ông nghe sao được, ông mới làm tới chứ thôi ông nghĩ rồi, ông tính thành Phật liền một kiếp này một thôi à. Vì vậy mà ông tu gấp lắm, có khi ông tính lên núi ông ngồi ông tu cho thành luôn à. Ông thực là với tôi chăng à. Mình thấy là vậy đó, mình bàn, mình biết, mình thấy cái căn cơ trình độ của chúng sanh thời này đó không có độ bằng vật chất thì tinh thần cũng khó mà độ luôn. Tôi hỏi quý vị chứ nghèo gần chết đây, cơm không có ăn, áo không có mặc mà không cho người ta ăn cái gì hết trơn mà lại cứ biểu tu đi, ăn chay đi, phát tâm đi. Phát tâm mà chết đói hay sao? Vì vậy mà phải cất cái nhà tình thương cho người ta ở. Người ta không có gạo phải đem lại cho gạo cho người ta ăn. Người ta đau không có thuốc phải đem thuốc cho người ta. Thì nói cho người ta nghe chứ gì. Tôi hỏi quý vị mà cho vậy rồi nói nghe không à quý vị. Tôi hỏi ai giúp mình như vậy thì mình phải nghe chứ sao phải không à? Không giúp như người ta dùm vị trăng á, lại cái biểu tu thôi coi chừng à. Họ được có ngày mà chạy không kịp à. Không, cái đó là thật như vậy. Cho nên thầy mình dạy vậy thì mình phải làm theo vậy, là không có bao giờ thất bại trơn. Thế vậy mình bị thất bại là mình nóng, mình ẩu, mình gắt.
mà gắt không có được, nóng không có được, ẩu không có được. Đạo phải từ từ như vậy đó. Hồi đó mấy bà này đó, ai ăn chay trường được ở đâu, nhưng mà cái hột giống tới rồi tự nhiên phát tâm, hay là có cái nhân viên ai rủ đó cái tu theo à. Còn bên kia người ta không giống chưa tới đó, mình nói đạo ào ào có ai nghe đâu, không có cái nhân viên với nhau, người ta lộ về nó dở trơn rồi. Có ngồi đây cũng nói chim nói cò nói chợ nói búa chứ không có chịu nói đạo nhau, là không có cái nhân viên. Cái hội trường này đâu có nhiêu mà người ta nghe đạo hết trơn à. Còn ra chợ quý vị thấy hàng khối không mà máy lâu la ào ào, có ai lại ngồi làm thinh lắng nghe hay không? Không có nhân viên với nhau thì không có nói được. Cho nên ông đó ông nói câu này tôi nghe không được, mà nghe làm như cũng có lý. Ông nói hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ, mà vô duyên hay đối diện cãi sùm. Ai ở người ta vô duyên đối diện bất tương phùng, mà ông nói vô duyên đối diện cãi sùm. Lời sửa ông nói không có phải. Tôi nói vậy là phải, bởi vì hiện tại quý vị thấy không, ông người đời, ông nói không hợp với nhau, ở ngoài đời nó cự nhau, ta nói chịu không có nói. Cái nhà 7-8 người mà 3-4 người ý, 3-4 ý khác với nhau trơn, đem lại dội nhau là cãi nhau, cự sùm ở trên. Cho nên ông nói vô duyên nhau rồi lợi là cãi sùm ở trên. Ông nói vậy làm như nghe cũng có lý. Vì vậy đó mà hôm nay đó mình có cái duyên lành mới gặp được Đức Thầy, mới gặp giáo lý. Nhờ cái duyên lành đó mà bây giờ đó chúng ta mới tu hành được. Còn không có cái nhân duyên đó thì nó khó mà độ được lắm. Tôi nói quý vị nghe đó, cô Bảy đó có kể tôi cái mẫu chuyện đó, cũng nguyện cúng như vậy. Mà hồi ở ngoài á, cái xóm chợ cũ đó mà đi dài xuống cái đường đi dưới mé sông á, đi dài nó xảy dưới đế ở cái mép dưới đen là nó ăn ra đâu cả mấy tầm đất á, xảy dưới đế lúc đầu trơn à. Còn trên này thì hàng nhà. Bữa đó cái ông đó ra, ông ra ông cúng, ông ra ông cúng, cái ông cúng trong nhà rồi cái ra tới bàn ông thông thiên, còn bằng cái áo chọn gì nè, mới có cầm cái chai nước lên gót ở đẳng nó rượt ăn trộm, nó la ăn trộm ăn trộm ăn trộm, nó chạy ngang ông, thằng ăn trộm chạy trước chạy ngang ông, ông cầm cái chai nước gì ông phang. Ai đời nghe coi đương cúng bằng cái áo dài phang người ta. Mấy ông Phật chắc ông cũng lắc đầu, tưởng đâu sao phang tay phang cái chai nước rồi nước đâu ông thay, lội xuống dưới cà mòi nè, ăn trộm chạy tốt rồi mà chạy nó rung 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 rung. Mấy ông kia được tới nói nó đây nè, phện cho ông một cây, ông la làng chói lói hết trơn. Cái tội chút xíu vậy đó cũng không lo là bị một hèo la kịp không kịp, nó đã vài hèo nữa là quỵ xuống nhào xuống, nó kéo ông lên thì ông ảnh chưa sống gì nè, nói sao mà ông đây, ông nói tao chọi nó mà chặt người ta cái chai nước không có nước cúng, xuống đây mò lấy chai nước mày đập tao một cây đứng hết nổi. Chút xíu trả liền. Cho nên bây giờ mình cúng cũng nhớ nghe, làm gì làm chứ phải bình tĩnh. Cúng mà vợ còn giận quá. Bởi vì cổ cổ kể mẫu chuyện này, rồi mấy cổ mới kể cái mẫu chuyện của cổ, cái nhân viên, cái giường dừa của cô Bảy ơi sao đó rất nhiều. Cái bữa đó mấy đứa hai thằng ăn trộm nó leo lên nó bẻ, cô Bảy lánh mãi đó, nó leo lên nó bẻ cái cổ ra, cô gặp, cô gặp cái nó gặp bả, nó quýnh hết trơn, nó quýnh hết trơn. Ta nói bà, cái cổ la của nó đừng đừng con, đừng con không thẳng con, đừng 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 làm quá té à con, không thẳng chèo xuống từ từ nó con. Là nó bẻ dưới này hai trái rồi, còn ở trên hai thằng hai trái nó là bốn trái. Nó tuột xuống rồi cái nó tính nó chạy, con nói đừng đừng con, đừng con, lấy mấy trái dừa về ăn đi con, con có nói gì đâu. Vậy đó mà cổ nói từ đó tới sao dừa cổ không mất một trái nào hết, nó giữ cho cổ không, cho có bốn trái dừa mà khỏi mất trái nào hết trơn. Còn chọi ta chai nước mà chọi chặt nữa mà bị phệnh là hết mấy cây xương sống. Bởi vì nhiều cái là mình thấy ra mấy kinh nghiệm hả? Cúng thì lo cúng đi, ăn trộm nó chạy ngang thì để cho nó chạy, phức cho rồi nhào ra lấy cái chai nước chọi. Vì thì có cái nhân duyên với nhau đó là tự nhiên người ta ta thấy mình ta mến à. Cái con lộ mà chợ úi mà con lộ ở trong đó quý vị biết mà, cái đường đi tắt lên như chùa mà bà cô Tám bà già Tâm này ở nè. Bữa nay chuyện nó có đi đây nữa nè, có không tin là kêu ra hỏi nó coi, nó chở tôi ngồi chiếc xe rồi đó, nó chạy chiếc xe mà xe đèn vuông đó quý vị ơi, nó chạy re 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 mà anh chạy không có lẽ hung, mà trời tối rồi vừa sụp chúng tối. Có nhỏ mần cá ngồi cặp bên lộ, cái nó tránh nhỏ này ra thì ông kia ông chạy xe đạp mà ông xỉn, ông còn quay quay nè, chạy tới cái ông đã vô cái nó thắng rồi mà ông đã vô xe nó, cái ông ngã lăn xuống cái mé bờ lề cái hàng rào chờ, mà tôi còn dòm kỹ hàng rào chì gai nữa, mà nó bệnh cái áo phùng phình gì nè, đội cái nón bo, hồi đó chưa có bắt đội bảo hiểm, bắt đầu chửi thề, nóc cái đầu lên gì chửi thề mà nằm. Tôi nhào xuống tôi đỡ lên, cái ông thấy cái đầu tóc tôi với cái áo giặt mẻ mà màu cao khô á,
Kêu tự nhiên ông ngồi gì ông vuốt vuốt tôi, không sao không sao không sao, phèn mình không. Tâm nó phải có máu cái chết ra này. Rồi cái ông đi 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 đi, không sao không sao. Ông Trúc ngồi gì ông lấy cái xe ông dựng lên, mà ông ta đây ông xỉn muốn chết rồi mà ông cũng nói phèn mình nữa. Ai nhậu vào ông đâu mà phèn mình. Tại vì đó cái tương thiện đó là cái nó phát sinh ra cái thiện ở bên ngoài, nó có cái nhân duyên mà do đâu cái con lộ đó cũng từ thiện xã hội đồ này kia ta làm không à, cầu bắt không, cho nên ông thấy mình ông tính mình chứ không ai. Mấy ông đạo không à, nó có cái nhân duyên chung với nhau vậy đó, cho nên mình về Phật mình kéo nhau về hết trơn à, không bỏ lại ai hết trơn à. Nhân duyên là vậy đó, ráng lo tu hiền để mà tạo phước đức và nhân duyên. Thôi đi chứ hoài hết giờ rồi chưa hả, còn lâu lắm hả? Ông nghe chứ ngon lại, ông lại ông cười cười rồi kia mà. Thôi là không hết thiếu chứ sao giờ hả quý vị? Thôi giờ tới bài quy y đi. Chứ thôi cái nội cái bài cửu quyền không mà kể hoài cũng không có hết nữa. Rộng dữ lắm. Ai nghiên cứu chừng nào cũng không hết trơn á. Vậy mấy lời ông Phật nói chứ ông Phật nói gì mà hẹp té con chút rồi đâu phải ông Phật. Chân lý của Phật bàn hoài có hoài à. Bàn tối ngày cũng không hết nữa. Bạn đến chết cũng còn nữa. Bây giờ đó, sau khi cầu nguyện cửu quyền rồi, đồng đạo chúng ta mới là tới ngôi Tam Bảo. Đó, tới ngôi Tam Bảo là sạch tội đặng đắc đạo. Xin nhắc lại lần nữa nha, cái phần tu nhân là chỉ làm phước đức tạo nhân duyên để rồi trang nghiêm tịnh độ và cầu giảng sanh, chứ chưa phải đắc đạo. Mà cái bài ngôi Tam Bảo này mới là lên tới đắc đạo, bởi vì qua phần tu Phật rồi. Vì vậy mà cuối bắt đầu cầm hương xá ba xá quỳ xuống chắp tay nguyện Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, dài dài đó là quy y. Mà hãy quy y á thì phải sám hối, bởi vì ở trong cái bài nguyện thôi đi không có đọc ra ai thuộc hết trơn rồi, đọc ra cũng nhàm thôi, giá lại giờ thời giờ không có. Vì vậy mà nay cứ ông đầu tiên hồi nãy đó mình đã nguyện với ông bà đó tỉnh ngộ quy y Phật rồi, thì bây giờ mới quy y nè. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ đó là giáo chủ cõi Ta Bà của Phật Thích Ca. Nguyện như vậy rồi, ở trong cái bài nguyện đã quy xong rồi đó, mấy là sám hối ở trong cái bài nguyện đó là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, đó là thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Nam Loan Bảy Núi. Mà nên nhớ nghe, quý vị mà nghiên cứu cho kỹ đi, cái chữ Nam Mô là đối với Phật Bồ Tát thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nè, rồi Nam Mô Thập Phương Phật nè, Thập Phương Pháp nè, Nam Mô Thập Phương Tăng nè, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy nè, mà xuống dưới không còn chữ Nam Mô nữa, tên giấy không à, chữ đó không còn Nam Mô à. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy rồi xuống dưới thì Quang Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quang Cụ Thần, chư Vị Sơn Thần, chư Vị Nam Non Bảy Núi, các vị này là hộ pháp thôi, chứ không có, mình không có quy y chứ ông không có nguyện cái chữ Nam Mô. Bởi vì cái chữ Nam Mô á là cung kính quy mạng, cứu ngã độ ngã, hay là kỉnh lễ vân vân, cái chữ quy y nó nhiều nghĩa. Nhưng mà ở đây cái chữ quy y này đó là nương nhờ, nương cậy nhờ Đức Phật để mà chứng giám cho mình tu hành đặng thành đạo trong cái quy y đó. Nên nhớ vậy đó, cho nên có người nên vô bàn thờ của quyền mà xa xa cái Nam Mô của quyền Thất Tổ là không có đúng với cái nghĩa tu hành chân lý của nhà Phật. Chữ Nam Mô này dùng từ Phật chứ danh từ Bồ Tát mới có xen vô, bởi vì chữ Nam Mô là cung kính, hoặc là quy y, hoặc là cứu ngã, hoặc là độ ngã, tức là kính lễ ngài, quy với ngài, ngài nhờ ngài đổ con, ủng hộ con, cái nghĩa nó vậy đó. Mà đối với ông bà mình chưa có cái công năng độ đó, đối với các vị thần kia chưa có cứu sống mình được, chưa có đưa mình đến chỗ giải thoát được, vì vậy mà không có kèm cái chữ Nam Mô vô. Quý vị nghiên cứu cho kỹ ở trong cái giáo lý của thầy đi, không có cái nào mà đối với cái bậc dưới Bồ Tát và Phật có kèm cái chữ Nam Mô vô hết trơn. Vì vậy mà mình nguyện như vậy rồi đó, có cái, mình nguyện rồi đó, trong nhà mình đầy 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương Tăng đều có ở trên ngôi Tam Bảo. Vì vậy mà mình biết như vậy rồi, mình không dám phóng tâm. Bây giờ mình quy y với các ổng ở đây nè, mà cúng đọc tới đâu phải nhớ cho kỹ tới đó. Còn mình không có cái tâm đó đó, cái nó lãng chỗ khác, nó sao chỗ khác rồi nó bị phóng tâm đó. Bị phóng tâm là ra số rồi chỗ đó. Nay con nguyện cải hối, ăn năn, làm lành, lắng giữ. Cải hối ăn năn là cái chân đầu đó. Hồi đó cái tục lệ đó sám hối khác như bây giờ là rằm 30 đó, bưng một cái mâm trái cây đi ra mua cầu đủ xoài, dừa cầu dừa đủ xài thôi chứ không có giàu quá, để thêm bó nhang.
Mà ai để cái cầu đủ xài mà lại đó để cái mâm lên cái bàn rồi xá xá rồi quỳ xuống lại, Nam Mô A Di Đà Phật độ cho gia đình con sung túc, bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi, làm ăn phát đạt, trồng ruộng chúng ruộng, trồng rẫy chúng rẫy, mua mai bán đất. Ông Phật ông lắc đầu, nó cầu cho đủ xài không mà nó cầu bạc tỷ còn chưa đủ nữa. Đỡ đây độ nó không nổi thôi, không dám chứng cái mâm trái cây này, phát tài bưng về đi. Vì mà thầy rầy thầy nói cuộc sám hối vô chùa thường thấy làm gian lừa biết mấy nhiêu lần, thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chua xót cho đời muôn hạ. Có không? Tôi đó cũng có bị đó, vô chùa đem vô nải chuối à, mà muốn cầu cho sống hoài không chết. Nải chuối này thuốc trường sanh hả gì, ông Phật ông ăn vô ông sống hoài mà cầu vậy. Vì vậy mà mình sám hối chặt nát hết trơn, cho nên hôm nay thầy mới rầy vậy đó. Thầy nói là chữ tự hối nào ai có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chớ nào dụng hương đăng trà quả. Đem trà quả lại đó, rồi cái làm cũng như hối lộ đó, đem hối lộ cho mấy ông Phật. Bộ Tây Phương ông thèm dữ lắm, cái đồ đó là cái đồ bỏ. Cho nên thầy cũng thật, cho nên thầy mới nói là tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Cũng là sám hối ở chỗ đó. Mà sám hối như vậy thì tội nào còn? Là ăn năn cải sửa tâm lành. Hồi đó tới giờ cái tâm mình giữ, cái tâm mình giữ, cho nên cái nghiệp giữ nó theo mình. Bây giờ cái tâm mình lành thì cái nghiệp lành nó đến. Đằng này mình không chịu làm lành, mình không sửa tâm lành, mà mình lo nảy chuối chứ một cái nồi chè nhắm đến được hay không. Cho nên tội do tâm khởi tùng, tâm diệt nhược thời, tội dông tâm diệt lưỡng câu không mới tức thị danh gì trần sám hối. Sám hối là như vậy đó. Tội hồi đó mình làm gì do nên mình mê. Mình mê, mình nhậu, mình xỉn hoài, người ta mới nói mình ông uống rượu, ông say rượu. Bây giờ mình tỉnh, mình giác rồi, mình tu, mình bận đồ đạo vô, mình lành rồi, mình bỏ rượu thì người ta nói mình ông đạo à, chứ có gì đâu, phải không quý vị? Thì cái rượu nó không còn đeo mình nữa. Cho nên tội do tâm khởi tùng tâm diệt đó, cái tâm hồi đó mê làm bậy thì nó, người ta mới chỉ trích mình, người ta mới nói nặng nhẹ mình. Còn bây giờ mình tu rồi, cái tâm mình thiệt rồi, người ta kêu mình ông đạo liền à. Thì cái tâm ác kia, mê mũi ác hung thì về đĩa ngục. Mà hiền lành nhắm mắt thì thấy gì? Thấy non tiên chứ thấy gì? Khỏi nói quý vị cũng biết nữa. Thì sám hối vậy mới sám hối đó. Còn sám hối cái kiểu kia đó là sám hối cái gì tôi không biết nữa. Không có ông Phật nào dạy trơn, mà không biết ai bày ra như vậy, không biết nữa. Bể cách sám hối cái kiểu mà dối mị như vậy đó. Người ta sám hối lên thiên đàng, đằng này sám hối mà muốn xuống địa ngục. Tôi đó cũng có nhiều lắm chứ không phải không. Ở xa chùa, có gần chùa, có lợi chùa. Mà ở xa chùa cái mấy ông tôi đó nấu ta nơi một cái nồi chè, là dọn cái bàn này không biết bao nhiêu chén mà để giáp ở trên vậy nè. Rồi cái lấy cái chân hương để giữa, chân giữa thì một dĩa chuối, đậu, xài, ổi mít gì đó không biết đủ thứ ở trên á. Rồi ra bắt lại 100 lại, ai đời coi lại muốn chết, cho nên tới rầm lớn là tôi trốn mà. Ở đó lại không có nổi. Không cái nào có nói thiệt, mà bây giờ mình biết đạo rồi mình đâu có sợ nữa. Là ăn năn cải sửa tâm lành mới là sám hối. Còn lại cái kiểu đó đó mà thành đó hen, thì ba cái ông Hồi giáo thành hết trơn à. Bị gì ông lại dữ lắm. Hồi giáo mặt trời vừa lên lại tới tuốt lên trên gì mới nghỉ. Rồi mặt trời gần lặn ông lại, mặt trời lặn xuống mới nghỉ. Mà đạo Phật giáo hòa hảo đó, thầy nói đó, sự cúng lại là điều phụ thuộc, là món trợ đạo nhắc nhở cho các trò nhớ phận sự mà làm. Thì hồi nãy đó chỉ dốc lo tu hiền tạo phước duyên, thì lo đi làm phước làm lành để tạo cái nhân duyên. Bây giờ tội do tâm khởi tùng tâm diệt nhược thời, tội dông câm tâm diệt lưỡng câu không tức thị danh di chân sám hối. Thì cái sám hối này là cái sám hối hết trơn tội, mà hết trơn tội gì? Thành gì? Hết tội thành gì mấy bà? Thành Phật chứ thành gì? Sám hối như vậy cái thành luôn nè cô ấy. Nhưng mà thân ti còn tổ, tại vì chưa mãn cái kiếp này cho tâm lìa cõi mê. Tâm lìa cõi mê là tâm giác là Phật chứ gì? Như thầy khẳng định đó, mê là chúng sanh mà hãy giác là Phật. Thầy mình nói rõ ràng như vậy mà mình không nghe. Cho nên đạo Phật giáo hảo tu đúng đó, nội bài cúng này đủ rồi. Bởi vì đây là học Phật tu nhân, là toàn bộ sấm giảng thi văn của Đức Thầy, mà nói rộng ra là kinh luận lực của Đức Phật, Phật Tổ. Chứ nói mà cái bài cúng mà ở trong một cái bài hẹp té gì thôi, làm sao tu đủ thành Phật được. Cho nên tôi nói thẳng với quý vị, tu trong bài cúng này thành rồi.
nhưng mà học rộng cho nó mở trí, chứ không có gì khác hết trơn á. Y trong bài cúng vậy đi, hồi nãy đó chưa thành cái trên đó, hồi nãy cái bài của quyền thì về Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, đang trở lại cứu giúp chúng sanh, lên tới cái bài nguyện trước bàn thờ của quyền rồi là thành Phật, thì sám hối đây hết tội rồi, sám hối hết tội rồi thì bắt đầu phát nguyện. Bởi vì ở trong nhà Phật hay có quy y thì phải có phát nguyện. Vì vậy mà Đức Thầy dạy cái bài nguyện cho mình rất rõ ràng, rành rẽ. Ở trong năm câu nguyện, trước khi phát lên năm câu nguyện, thỉnh ông Phật A-di-đà đến để mà mình phát nguyện. Vì vậy mà chắp tay niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A-di-đà Phật. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là cái thế giới cực lạc ở phương Tây. Đại Từ Đại Bi là cái đức rộng lớn trong bốn đại đức. A-di-đà Phật là ông Phật A-di-đà, ông Phật A-di-đà, ông trang nghiêm mới coi tịnh độ. Ông thường rước chúng sanh về bên cực lạc, ông độ hết chúng sanh, cho nên nó gọi là phổ rộng. Chính ông cái ngôi Tam Bảo này, hồi nãy ngôi Tam Bảo mình làm lúc mình quy y với mười phương chư Phật, Phật Tổ, Phật Thầy. Bây giờ đến phát nguyện là phát nguyện thỉnh ngay ông Phật A Di Đà là cõi Tây Phương đến để mình phát nguyện. Rõ ràng như vậy đó. Thì cái nguyện của mình là cái nguyện gì? Cái nguyện của mình là làm sao cho thế giới sớm bình yên. Đó là cái ước muốn chẳng những của một người mà cả mười phương chư Phật và tất cả các vị Bồ Tát. Người nào có lòng từ thì phải muốn cho thế giới bình yên, chẳng ai muốn cho lộn xộn lăng xăng hết trơn. Vì vậy mà cái bổ nguyện đầu tiên là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, là thỉnh ông Phật A Di Đà. Cái đó Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An, là muốn cho chúng sanh này bình an thì phải có Phật Dương trị mới là bình an, mới có Phật Dương độ mới bình an. Còn mình là ông này lên thì ông kia giật, ông kia giành với nhau, không cho không có bình an gì hết. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Mà nên nhớ nghe, khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm, thì lúc đó ông Phật A Di Đà ông ngồi ở trên cái ngôi Tam Bảo, mình thỉnh ông về đặng mình nguyện đó, mình chắp tay mình đứng mình cung kính ông, mình hết lòng mình phát nguyện đó, mình thành tâm mình phát nguyện, thì ở trên ông gật đầu. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh, ông gật đầu, tao rước cho. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Ba Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Liêu, nói rồi tao độ tiếp cho. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xã Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sử Trí Huệ Thông Minh Chay Đắc Đạo Hoa, ông nói rồi ráng tu đi tao độ cho. Có thần tâm như nhau là có thần giao cách cảm, mà có thần giao cách cảm là ông gặt đâu. Tại vì mình chưa có huệ má anh nhãn, mình chưa thấy, chưa các cái gì đó Bồ Tát và các cái vị Long Thần Hộ Pháp đó, lúc mình nguyện nó đều có hết trơn, nghẹt nhà mình hết trơn. Vậy đó mà có đau đau cái tính là không biết có bà đổ sanh hành không đây nữa. Thôi nói chi tiết, ông có nói ông lên đây nói hồi cho mít lòng hả? Mình phát nguyện rồi, mười phương chư Phật ở đây nè, Phật Tổ Bậc Thầy ở đây nè, mà còn thờ thêm cái bên nữa đó hết biệt. Cho nên tín đồ Phật giáo hảo bây giờ hết ai thờ vậy rồi, không có ai thờ nữa đâu vậy, đừng lo. Ta dẹp hết trơn rồi. Còn hả? Còn ta gì dẹp cái gì đó, nói gì người ta biết rồi, ta gì ta dẹp cái gì nữa. Bởi vì Phật Tổ Bậc Thầy nhốt ở trong nhà mình trơn, nội cái gặp ông Quan Thượng Đẳng Đại Thần là Ma Dương khiếp chạy mất rồi. Nội ông cầm cái gương mà ông đứng cái kiểu này thì là nó giọt mất tiêu rồi, ma quỷ nào mà lỡ nhà. Đây nói cái một kể cái mối chuyện này cho quý vị nghe nghe, kể tôi đó chứ không có đâu. Hồi đó đó tiếp thu ra rồi đó, thuốc men không có, tôi với ông Tác đầu mới nấu trầm hương thủy. Nấu thuốc trầm hương thủy cho người ta mà nó mạnh lắm, nấu lên nó tới 80 độ lận. Thì ở kế đó đó có một cái thằng nhỏ, bà già nó bà đi đám giỗ bên ngoài, nó về cái ai đời nghĩ coi. Tảng sáng hai chồng đi mần không biết, mà nhỏ ở nhà nó trợn trắng mắt anh gì. Ông la là thì tôi nghe la thì tôi bỏ cái chai trầm hương thủy ở trong cái túi áo tôi chạy qua lại. Chạy lại thì kế đó có ông tương ứng nữa, ông chạy lại. Nó rồi mắt quỷ một giò bắt, bị gì ở cái sao hè đó thì hồi trước đó có một cái anh bộ đội, anh bị pháo binh bắn gãy cái giò là chết, cho nên hay ai bệnh là đổ thừa quỷ một giò bắt không à. Ông nói rồi quỷ một giò bắt là bị ông tướng ông lên, ông biết đặt bàn giấy cho mau, thì mới khiêng cái bàn ra đặt thì chạy đi hai bông, thì là ngày chưa về tới. Tôi lấy cái chai trầm hương thủy tôi gót chừng nửa muỗng canh vậy đó, tôi đổ vô nó
hờ hai ba cái nó ói ra một cái, lấy cái thao hứng chừng nửa thao bự gì nè mà nguyên đồ bánh tét với phai mì, mà phai mì sống mà nó ăn khúc bị dai, tôi hỏi quý vị nhắm chịu nổi không? Mà không ngăn, trợn con mắt lên nói quỷ một giò bắt ai đời coi nói quan cho người ta, mà nhà có tu đó mà vậy đó, quy tam bảo rồi mà thiên ma thiên thần là chưa có dám lợi, toàn là những cái thần hộ pháp lợi không, còn ma dương giọt chỗ khác hết trơn. Cái người niệm Nam Mô A Di Đà Phật thành tâm một tiếng đó ha, tất cả tà ma yêu quái dạt ra cách 80 dặm lại gần chư thần đánh chết. Nhóm nhà mình quy như vậy mà có ma nào lại bắt không? Thầy khẳng định rủi ôm đau cũng bớt căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác phải ăn năn phước điền tạo tác lo thuốc thang khẩn giái Phật trời, nguyện sửa lòng các Phật giúp đời xuống phước rộng từ bi hỷ xã. Đằng này hơi hơi đào đào cái tính mẹ ông bắt không? Nghi nghi như vậy hoài, cái nghi đó nó làm cho mình mê thêm. Mà mình đã nguyện hồi trước tỉnh ngộ quy Phật rồi, lỡ có quẹn cái giò sủi cái tay thì nói do nó nghiệp ác hồi đó. Mấy ông mấy bà có bẻ giò gà giò vịt không? Luộc cái bẻ đó, chéo cánh người ta rồi bẻ cúng hồi chưa tu đó, bây giờ mới có bẻ cái giò hơi hơi lại cái rên hì hì tu mà mất đau bệnh hoài. Đợi coi, đè con vịt xuống mà cắt cổ nó la làng, nó kêu trời với bà không nghe được chứ, nó kêu thấu tới trời xanh nó đến. Mà đó thì giờ mình ăn biết bao nhiêu. Cái việc nhỏ thôi đây nè, tôi ra ngoài thuốc nốt tôi bẻ răng nè, mà ta nói bác sĩ nó có chích thuốc tê rồi đó, mà bẻ một cái tao nó thúng lên trên đầu á. Tôi mới nhớ hồi đó tôi bẻ răng chuột, tôi dặn nó có thuốc tê gì ở đâu, nó đau biết bao nhiêu nói. Cho nên nó có đã khổ đau mới xót thương người đau khổ, mình vậy rồi mình mới tội nghiệp nó. Mấy con vật ở đó đó mình làm vậy đó. Bây giờ đau lai rai là cái sợ. Rên nữa chứ. Mình tại sao hối chưa đúng mức, chứ đúng mức cái hết trơn tội à. Là vì tội do tâm khởi tùng tâm diệt. Quý vị nhớ nghe, lúc nào mà quý vị đó đi mà dấp mà té hay gì đó, thường thường ta nói bất cẩn, cho thiệt ra trong đạo nó phóng tâm đó, không có tinh tánh đó. Chứ người tinh tánh ta cẩn thận lắm, ta đi êm ru à, không có té, không có ngã gì trơn á. Mà hãy dục chạc một chút đó là bắt đầu có sinh ra tai nạn rồi đó. Vì thì tội do tâm khởi tùng tâm diệt, mà cái tâm này không có diệt được thì tội nó không hết, nghiệp nó còn. Còn hãy sạch bốc ở trong tâm rồi thành đạo luôn. Bây giờ ta quy y đây đó là sạch đó, lúc quy y sạch mà ngặt ra cái nó không sạch, nó dơ lại. Cho nên thường thường ta nhớ vậy hoài đó, quy y Phật phải sáng suốt làm theo hạnh Phật, đừng mũi mê xúc vật trần gian, được giá vui thiệt não thiên đàng, chắc tiền não là hàng địa ngục. Thì lúc mình quy y đó, mình tinh tấn là mình Phật rồi đó, chứ không phải ông Phật ở chỗ nào, ngay trong chỗ đó đó. Rồi đủ cái sự thành tâm đó, đủ sự thành đó là cảm ứng là đạo giao năng tư nghì đó. Là trong lúc đó mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, có bóng tôi cũng sánh các ngài đó. Lúc đó là mười phương chư Phật có rọi cái bóng mình ở trong đó trơn, bởi vì tâm mình tâm Phật đồng thanh tịnh với nhau, đồng thanh tịnh với nhau cũng như hai miếng gương chiếu với nhau, thì bao nhiêu hình tướng đều gom vào ở trong đó hết, mà không bị chướng ngại một vật nào hết. Tâm đó mới thiệt là tâm Bồ Tát, mới thiệt là tâm Phật. Mình quy cái đó mình tu dài dài tới đi, không thẳng chứ đừng ngán. Trời ơi, 10 giờ rưỡi rồi, dâu ơi. Thôi đi, máy thiếu lại đi. Chứ giờ dễ gì hết nổi. Thôi giờ kết thúc lại như vậy nè. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi xả tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Chứng minh cho một cái câu vấn đáp mà có một cái tôn giáo bạn đã hỏi tôi. Vậy cho thầy nói kỳ xả tội nay còn một lúc sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Như vậy thì ông Phật ông là từ bi hỷ xả, tất cả chúng sanh ông thương như con ruột. Tại sao mà ông xả mấy ông tu rồi mấy ông không tu ông không xả? Bởi vì tu mới hưởng nhờ, không tu không hưởng nhờ. Hỏi cây đó là gặp kêu bằng búa lớn đó. Hỏi kéo cặn ngỗng mà hỏi kéo ngỗng gì nè cho ngỗng té đứng được đó. Gọi là kéo cặn ngỗng đó. Hỏi cho mình trả lời không được chứ à. Đem cái câu thầy mình chứng minh, nó được nhân quả thật là cao diễn xuất cổ kim chẳng lột một ai, vậy thì làm sao xả, cách nào đâu, ông nói tôi nghe coi. Ai đời nghe coi, hỏi kiểu đó mình không biết sao được. Bí không mấy bà? Thầy mấy bà bí không? Nhờ thầy độ không có bí. Chứ phải không có thầy độ mới bí, có thầy không có bí gì trắng á. Tôi mới hỏi ông lại gì chứ, ông biết nhân quả như thế nào không? Ông nghe nhân quả thì làm gì trả nấy chứ gì.
Tôi nói nếu làm cái gì trả cái nấy đó hen, là mười phương chư Phật khó có ông nào tu thành lắm. Ông trợn con mắt lên, ông dòm tôi, ông nói sao kỳ á. Tôi nói vậy chứ sao? Đây nè, Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói nè, tội của chúng sanh đó hen, mà nếu có hình tướng đen thì mười phương hư không một người thôi không thể dung chứa được. Nhờ nó không có hình tướng, mà nó không có hình tướng nó ở đâu? Nó ở trong cái tâm mê. Bây giờ ông quy y rồi, ông tàu Phật, ông tu là ông giác, là cái tâm mê bỏ rồi, thì tội nó nằm bên cái tâm mê chứ không ở bên tâm giác. Phải không quý vị? Cái ông kia ông nhậu, ông mới té cầu, ông xỉn, ông sai, ông mới lọt xuống hố. Đằng này nghỉ nhậu rồi thì đi tỉnh bơ về nhà, không có té, không có lọt cầu, sụp hầm xa hố gì hết. Chứ còn nếu mà nói giết mạng đền mạng thì rồi rồi, không có ông nào tu thành nữa trơn á. Giết một mạng đền một mạng là nói cái người mê, cái người chưa tu, cái tâm còn ác. Cái tâm còn ác cho nên nghiệp ác nó mới theo. Bây giờ cái tâm lành, cái tâm thiện thì cái nghiệp thiện nó theo. Nghiệp thiện nó theo thì nghiệp ác nó giang ra, nghiệp ác nó giang ra thì Phật đà xuống rước chứ có gì đâu lạ. Đây nè, đừng có nói chi, cái thằng cháu tôi này nó đăng ký nghĩa vụ quân sự. Ý là chưa phải là đi học chánh thức, nó mới có đăng ký thôi đó. Mà nó ra ngoài đăng ký rồi cái về nhà ông già chạy nước, nó đi theo chạy nước, đi theo chạy nước cái nó bể cái đập, quýnh ở trên cha con gì áp lại đốn cây, nó đốn cây nó lỡ nó chặt vô cái giò nó một cái gì đây nè, không có sâu gì hung, chảy máu chút ít, nó ngày em tôi nó băng lại rồi đem về mà ngoài huyện đội nó hay rồi, một cái nó đem xe chạy rét rét vô nó la liền, nó nói đây là lính của nhà nước, có bị cái gì ông phải cho tôi hay, tại sao mà ông dám làm ngang gì, làm nhà làm cái gì làm, nhưng mà hãy có bị thương bị gì phải cho tụi tôi hay, đặng đem về cái nó chở tốt về nhà thương nó trị. Mày thấy ngon không? Mới có đăng ký thôi đó. Con vô mình mới quy y rồi, theo Phật nói này là dân của tôi, nghiệp lực đi chỗ khác chơi, đừng có lại đây phá nó. Nó là dân của tôi rồi, của Phật rồi. Vậy đó mà còn sợ cái gì nữa? Thôi pháo chi hết giờ, pháo gì nữa. Mới trả lời nó khẳng khắn rằng đó, thầy nó tôi nói rành, thầy nói tu mới hưởng nhờ là sao, là tu đổi cái tâm thiện rồi, không còn cái tâm ác. Hết cái tâm ác thì tội ác nó đã hết, tội tiêu tâm diệt lưỡng câu không thì hết rồi, thì bây giờ còn cái tâm thiện không? Hồi đó thì không biết ở dưới bùn nhơ thì mình mẩy nó lấm lem bùn chỉnh, bây giờ lên trên tắm rửa thay bộ y phục mới thì làm gì bùn nữa, mà nói bùn hoài à. Chấp cái đó là bị ngoại đạo rồi đó, chấp thường hay gì là mắc kẹt ở trong đó không có ra khỏi được. Cho nên thầy nói sao không tu đang có hưởng nhờ, thì tu hưởng nhờ mà không tu không hưởng nhờ. Cho nên á, dạy đạo đức người tu rạng lý, mong cho đời hữu chí làm theo, không làm thì ác mang eo, làm xong vượt khỏi qua đèo trồng gai. Thì làm rồi ta làm xong thì ta phải vượt qua chứ sao. Hồi đó tới giờ không biết đi ở trong gai mà không mang dép nữa thì tao đâm giò cẳng ra máu ở trên. Bây giờ tao biết gai rồi, tao đi tao mang dép, làm sao gai đâm được. Hồi đó ta sống ở trong thế gian này, ta mê danh mê lệ mê tình tội lỗi không biết bao nhiêu, bây giờ ta tỉnh ta giác rồi ta tu thì danh lợi tình làm sao mà trói buộc ta được, mà lợi danh quyền tước không trói ta được thì ta giải thoát chứ gì. Không lẽ là nói tu trả cho hết cái quả đó làm sao hết được. Nội mà cái chảo tép mà rang hồi đó đó là mới trả không biết bao nhiêu đời rồi, rồng rồng mà quốc nguyên bày đó không biết mấy tỷ con, nói rồi làm sao trả hết được. Nhờ nó không đòi mình như vậy đó, rồi cái tớp đó là sao? Tại vì cái thiện cũng như nãy nói mà tâm chở tôi đó, cái thiện mà gặp ác kia, cái ác kia nó chuyển thành thiện luôn, nó ngộ vậy đó. Cho nên bây giờ cái nghiệp ác nó chuyển lợi lành, chuyển lợi lành rồi mình sau này mình độ nó. Cũng như thay vì quý vị đấm tôi một thoi, phải không, tôi đấm lại một thoi mới vừa bụng, nhưng mà quý vị đấm tôi rồi quý vị có tiền thôi, lấy vài ngàn, vài trăm ngàn đi hút thuốc uống đi, nhắm tôi lại tôi đòi thêm không, lấy vài trăm ngàn sướng muốn chết, đấm chi lại cái có bạc nào mà đau tay mình nữa. Chỉ thì những cái nghiệp ác mà ta tội từ tạo hồi đó tới giờ lẽ ra nó cắt cổ ta đặng trả, nhưng mà thay vì nó không cắt cổ ta đặng ta độ nó thành Phật, nó mừng chứ không lẽ nó buồn. Không mà tôi nói vậy quý vị nghe phải không à? Chạy chiếc xe đụng người ta chết rồi, mua hòm gương về làm mã cho người ta, kêu đồng đạo là cầu nguyện cho người ta sướng hơn, hay là bắt người ta bắt mình ngồi đặng ta đụng người ta cán lại cho mình chết, có lực nào xử như vậy không?
thì lo tu hiền cho có công đức đi, thì bao nhiêu cái nghiệp ác của ta làm từ hồi đó tới giờ đó, nó nằm nó chờ giá chồng đó sớm giải thoát đi, nó còn nguyện thêm cho mình mau đắc đạo đặng mà trở lại cứu nó nữa, sướng không quý vị? Phải không quý vị? Như vậy mà khẳng định là xả tội là xả với người tu, chứ không phải xả tội mà xả với cái người quậy. Cho nên mới là cầu Phật tổ Phật từ từ bi xả tội cho mình, tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Chứ nếu còn gì hoài sao đắc đạo nổi. Thôi hết giờ, về lố quá thôi đi tạm ngưng đi. Thì ơi với cô bác chị đồng đạo nãy nói tới 10 giờ rưỡi thôi, mà giờ 10 giờ rưỡi hết một phút hay gì nữa rồi. Thôi bây giờ không còn biết tới sao nữa, tới không có được, nó còn nhiều quá tới không được. Thôi giờ trước khi thiếu lại cái gì, giờ trước khi dứt lại đó, nguyện mười phương tam bảo và Đức Thầy gia hộ cho đồng đạo chúng ta tinh tiến tu hành cho đến ngày viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.